Dạ, Thế An xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 9 tháng 2 năm 2023. Em có về mấy dòng điện thoại. Bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại của anh chị xem mình cái nào. Samsung A30, A30S, RAM 4, 64GB, pin 4000, màn hình 6.5 nha. Máy đẹp trên 80%. Zalo, Facebook, YouTube nha cả nhà. Test camera trước, camera sau. Rồi, 1.950.000 nha, A30S 1.900.000 cho khách nha. RAM 4, 64GB 1.900.000. Rồi, Samsung A02S nha, RAM 3, 32GB, pin 5000, màn hình 6.5, màn hình 6.5 nha. 1.850.000 cho khách nha, 1.850.000. A02S em có hai cây nha, hai cây màu xanh và một cây màu xanh đen nha cả nhà. Rồi 1.850.000 cho khách luôn. Rồi Huawei Nova 3i, RAM 4 128GB, máy đẹp keng nha, máy đẹp gần 90% luôn, máy full hết, không lỗi lầm gì hết. Rồi giá 1.550.000 nha, 128GB Huawei 3i, 1.550.000 cho khách, 2GB. Rồi A50, em có hai cây nha, một cây xanh nước biển, một cây xanh đen, RAM 4, 64GB luôn, pin 4000, RAM 4, 64GB, pin 4000, màn hình 6.5 luôn nha cả nhà. Máy thì đẹp trên 80% rồi, khách là thường xem kênh nên thì biết nha, máy đẹp trên 80%. Rồi giá 2 triệu nha, đây em rớt giá cho các bác anh chị hết. Rồi M20, M20 RAM 3, 32GB, pin nó thì 5000 nha cả nhà. RAM 3, 32GB, pin 5000, màn hình 6.3 nha, 6.2, 6.3 gì á, máy đẹp keng nha, em có 3 cây nha. Rồi cái này 6 lút luôn nè, 6 lút 16GB luôn, màu vàng đồng nè. Rồi 1.350.000 cho khách luôn, 1.350.000. Cái này cũng vậy, 16GB, 1.350.000. Rồi M10 nha, M10 RAM 2, 16GB, màn hình giọt nước nha, máy cũng đẹp keng luôn, màn hình giọt nước, xài Zalo, Facebook, YouTube. Rồi cây này giá là 1.150.000 luôn nha, 1.150.000 cho khách luôn. Samsung A20 RAM 3, 32GB, màn hình 6.4, pin 4000 luôn nha, A20 luôn, 1.150.000 cho khách luôn nha, 1.150.000. Cô bác anh chị nào xa trước khi mua liên hệ trước giùm em nha, nhiều khi đó, không liên hệ trước tới chỗ mà điện thôi chờ chờ em buồn phiền tội nghiệp nha. Rồi iPhone 13 Pro Max, hàng sắp tay của Singapore nha. Cây này dung lượng nó là 1024GB nha, 1024GB, giá 2.500.000 cho khách nha, 2.500.000. Rồi tiếp theo em cũng còn một cây xanh biển nữa, xanh biển luôn nha cả nhà, 512GB luôn, 2.500.000. Máy đẹp trên 80%, hàng sắp tay của Singapore nha, không phải hàng chính hãng, có sao nói vậy nha cả nhà. Singapore chính hãng của Singapore chứ không phải của Trung Quốc nha, Trung Quốc bán xài không được cho nên không có bán. 50 luôn nha cả nhà, A50 luôn, A50 này giá là 2 triệu luôn nha cả nhà. Đây em nhập A50 hơi nhiều. Rồi A6 RAM 3, 32GB, màn hình 5.7 nha, máy cũng đẹp trên 80% luôn. Rồi xem hàng chút luôn nhà ngày nha. Rồi cây này giá 1.150.000 cho khách luôn, 1.150.000. iPhone 6 thường, còn gọi là 6G á, màn hình nhỏ gọn nha. Rồi cây này là giá là, cây này là 32GB,
1.150.000 cho khách đi. Bán xả ra luôn, nhập bán cá chè 1.150.000, 32GB. Còn cây 64GB là 1.2 nha cả nhà. 64GB là 1.2 nha. Rồi, tiếp theo chi 7 RAM nha. Chi 7 RAM RAM 32GB, em có màu vàng đồng và màu xanh đen nha. Màu vàng đồng và màu xanh đen, 1.050.000 cho khách. 1.050.000. Máy full hết nha. RAM 32GB màn hình 5.5 nha, học online được, hát karaoke được. Không lỗi làm gì hết, 1.050.000. Màu vàng đồng và màu xanh, rồi Oppo A5s luôn nè cả nhà. Cái này vỏ hơi trầy một tí nha. Vỏ hơi trầy một tí. Trầy nhẹ thôi, em muốn cười bụi á. Thẳng ấp lưng nha. Rồi, 1.450.000 cho khách luôn. 1.450.000. Bớt cho cô bác anh chị 100.000. Nói chung vỏ đẹp là báo đẹp, còn nào hơi xấu thì em nhập, hơi rẻ thì em bán rẻ cho cô anh chị. Rồi, cây này cũng vậy luôn, 64GB nè. 64GB, giá 1.200.000 cho khách nha. Không dướng tài khoản. Rồi, 7. Rồi, M20 luôn nha. M20, pin 5.000 luôn. Rồi, giá 1.650.000 cho khách nha. 1.650.000 M20. A10s. A10s 32GB. Màn hình 6.2, 6.3, pin 4.000 nha. 1.500.000 cho khách luôn. Máy màu xanh. A03s RAM 4 64GB, máy đẹp keng nha. RAM 4 64GB, màn hình giọt nước, màn hình 6.5 nha cả nhà, màn hình 6.5, 1.950.000 cho khách nha. RAM 4 64GB, 1.950.000 cho khách. Máy màu đen. Rồi, cây này vỏ đẹp y chang cái màu xanh đó nha cả nhà. Nhưng mà cây này em bán cho của anh chị 1.500.000 thôi. 1.500.000, 1.500.000 á. A5s 1.500.000. Rồi, A7 luôn. A7 này có một cây màu xanh và cây vàng nha. RAM 464, giá 1.750.000 cho khách. G7 RAM hồi nãy em báo có cây màu vàng đồng đó, giờ cây màu xanh nè. Rồi, giá là 1.050.000 cho cô anh chị luôn. 1.050.000, máy đẹp trên 80% nha. Cô bác anh chị nào mua hàng thì chọn hàng kỹ giùm em nha. Rồi, còn muốn xem hình cứ các bạn Zalo em gửi hình. Rồi, G7 Plus còn gọi là G7 cộng. Màn hình 5.5. Màn hình 5.5, RAM 4 32GB và 1.400.000 cho khách luôn. 1.400.000. Alo. A12 nha, RAM 4 128GB nha cả nhà. Máy đẹp nha, 90% luôn. Màn hình 6.53 nha, 6.53 màn hình to. Rồi 2.200.000 cho khách nha. 2.200.000. Khách nào muốn nhu cầu xem hình thì em gửi hình nha. 128GB, 2.200.000 cho khách. Nói chung là em cố gắng bán máy rẻ hết mức có thể cho cô bác anh chị nha. Em bán được nhiều hàng nữa. Nói chung em lợi ít nhưng mà nhờ số lượng nhiều quá cô bác anh chị. Rồi, cây này là hết pin rồi. Cây này giá 1.000.000 nha. iPhone 6G gọi là 6 thường, giá 1.000.000 nha. Màu đỏ. Rồi, G7 Pro nha. Em có vàng đồng. G7 Pro. Rồi, Oppo F9 nha. RAM 464, giá 1.650.000 cho khách. Máy đẹp keng nha. RAM 464GB, 1.650.000. G7 Pro nè cả nhà, G7 Pro màu biển nha. Màu biển. Rồi. Giá 1.350.000 cho khách luôn. Cây này cũng vậy luôn. A02S nha. Rồi giá 1.850.000 nha, RAM 32GB. Máy tính bảng em còn 2K iPad nha. Máy tính bảng còn 2K iPad. iPad nha, iPad em còn 2K nha. Rồi 900K cho khách đó luôn nha. Bán 900K. Rồi tiếp. Rồi mình bán điện thoại tầm giá là tầm giá từ 4.500 tới 2.000.000 mấy đổ lại nha cả nhà. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha.
Rồi. iPhone 5S. À, em còn một cây 5 thường chứ, cây này 5 thường nha. 5 thường 16GB máy sạch không vướng tài khoản. Em tải Zalo Facebook sẵn cho khách rồi nè. Rồi 650.000 cho khách nha. iPhone 5 thường 650.000. Máy đẹp keng nha, không vướng tài khoản. iPhone 5S nha. iPhone 5S cây này còn vân tay mà không biết nhiêu game quên nè. Tiếp theo iPhone 6 Plus nha. 6 Plus màu vàng đồng, màu bạc. Màu vàng đồng thì có 16GB, 16GB là 1.350.000 nha cả nhà. 1.350.000 là đã rớt giá cho các anh chị rồi. Nói chung em nhập hơi nhiều nên em rớt giá cho các anh chị. Rồi. Màu bạc là 16GB 350.000. Màu đồng 64GB. 64GB thì 1.450.000 cho khách nha. 64GB là 1.550.000 cho khách. 1.550.000 nó lộn nha. 64GB là 1.550.000 loại A luôn nha. Phiên bản Mỹ nha. Nói chung là iPhone chính hãng nha cả nhà. 16GB là 1.350.000. 64GB là 1.550.000 cho khách. Rồi, tiếp theo Thế Hàng xin kết thúc video ở đây. Mong quý của anh chị xem clip của Thế Hàng, cảm thấy hay nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay cho cả nhà cùng xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cô bác anh chị. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình.